Triệu Lộ Tư bị netizen trùng chửi sắp mặt vì danh xưng tiểu lưu diệt phi. Triệu Lộ Tư hiện là một trong những tiểu hoa đáng gây chú ý nhất màn ảnh Hoa ngữ, đặc biệt là sau vai nữ phụ trong Trường Ca Hành, bộ phim truyền hình chuyển thể từ cuốn truyện tranh cùng tên. Triệu Lộ Tư ngày càng được dân chúng chú ý hơn. Thế nhưng mới đây, mỹ nhân họ Triệu bất ngờ bị fan Lưu Diệt Phi chỉ trích vì hành động của người hâm mộ. Các fan của Triệu Lộ Tư được cho là đã lợi dụng tên tuổi của thần tiên tỷ tỷ để tăng độ nổi tiếng cho thần tượng. Cụ thể, ngay sau khi tạo hình của Lưu Diệt Phi trong bộ phim Mộng Hoa Lục được tung ra, một số khán giả đã cho rằng ngoại hình của cô có phần giống với Triệu Lộ Tư. Thậm chí một số fan còn gọi Triệu Lộ Tư là tiểu Lưu Diệt Phi. Hành động này khiến cho người hâm mộ của Lưu Diệt Phi cảm thấy không hài lòng và lên tiếng đòi lại công bằng. Bản thân cư dân mạng cũng bày tỏ sự phẫn nộ về việc fan của Triệu Lộ Tư so sánh nữ diễn viên với Lưu Diệt Phi. Một số fan cứng còn ghép mặt Lưu Diệt Phi vào nhân vật Lý Lạc Yên của Triệu Lộ Tư trong phim Trường Ca Hành để xem ai trẻ hơn ai. Trước kia, Triệu Lộ Tư từng được ví như Triệu Tiểu Lệ Dĩnh do cách chọn vai và hình tượng có phần tương tự. Giờ đây, hàng loạt status và bài đăng lại lôi kéo Lưu Diệt Phi vào khiến không ít fan phẫn nộ, bất bình. Nhiều người còn chỉ trích nữ tiểu hoa đáng muốn tạo nhiệt để PR cho phim. Ngay sau khi Trường Ca Hành phát sóng tập đầu tiên, phần đông khán giả đều cho rằng diễn xuất và tạo hình của Triệu Lộ Tư đã đè bẹp mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba và trở thành nhân vật chiếm trọn spotlight nhờ vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào và dễ mến. Nhìn những khung hình siêu xinh của cô nàng trên màn ảnh, các fan còn phải xích xoa hơn nữa bởi nét đẹp khả ái, ngũ quan hài hòa. Báo sao dân tình chỉ dán mắt ngắm nhìn Triệu Lộ Tư và dành nhiều lời khen ngợi cho cô nàng. Bỏ qua các lùm xùm trước đó, khán giả buộc phải thừa nhận rằng sự thể hiện của Triệu Lộ Tư ở Trường Ca Hành vượt xa khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Nữ diễn viên đã diễn tả thành công một Lý Lạc Yên dịu dàng, hiền lành và có chút ngốc nghếch. Đặc biệt, cảnh khóc của cô nàng đã thực sự chạm đến cảm xúc của người xem. Đây là điều người hâm mộ chưa từng thấy ở các vai diễn trước của Triệu Lộ Tư. Dường như tiểu hoa đáng sinh năm 1998 đang dần thoát khỏi vùng an toàn của mình. Đúng như dự đoán, Triệu Lộ Tư đã nhanh chóng leo thẳng lên vị trí Nova Hot Search trên Weibo. Không khó để tìm ra những bình luận có cánh dành cho cô nàng. Thậm chí, ngay cả cộng đồng mạng Việt Nam cũng phải phát sốt vì Triệu Lộ Tư. Bên cạnh đó, mỹ nhân họ Triệu và nam phụ Trường Ca Hành là Lưu Vũ Ninh cũng thường xuyên thả thính nhau trên mạng xã hội, khiến các fan vô cùng thích thú. Mới đây, Triệu Lộ Tư còn vẽ một chú chó sói lớn, có hàm răng sắc nhọn đang nhăn mặt. Trong miệng chú sói đang ngậm một trái dâu tây nhỏ, rồi đăng lên mạng xã hội kèm chú thích. Hình dung về chú chó sói lớn hư hỏng trong mắt thỏ con. Đồng thời kèm theo hashtag về Trường Ca Hành. Vì vậy, nhiều người suy đoán đây chắc chắn là cảm nhận của nữ diễn viên dành cho nhân vật hảo đồ điển trai nhưng lạnh lùng. Bài đăng này của Triệu Lộ Tư nhận được sự chú ý lớn của fan, ai nấy đều rất yêu thích chuyện tình của Lý Lạc Yên và hảo đồ trong Trường Ca Hành. Một bên là tay sai tàn khốc nhưng dịu dàng, một bên là nàng thơ ngọt ngào, trong sáng. Đây chắc chắn là tổ hợp trái dấu, dễ dàng khiến khán giả say mê theo dõi bộ phim.